miền Bắc. Hôm nay là sau rằm, khách đến mua xe như chảy hội các bạn. Ốp này, xe đi như chảy hội này. Một túp, hai túp, ba túp, bốn túp. Khách đều đang viết giấy, khách xem xe khách viết giấy như đi chảy hội. Rất đông. Sau giảm mà hôm nay mới là ngày 16 rồi mà các bác đã đi mua xe như đi hội chùa Ba Vàng bên Quảng Ninh. Đây là kinh khủng các bạn. Túp này thì mua rồi. Đây là anh Dân Văn Đươi đang viết giấy. Khách xe mô linh đỏ này, khách xem Innova G này, khách kia đang xem Nazetti đen này, các bạn đang thử Innova G đây, các bác đang thử Innova G đây. Giải vừa bật ra.